Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan xin được gỡ kê biên cổ phần tại nhiều công ty để bán khắc phục hậu quả của vụ án, cụ thể bà trương mỹ lan khai muốn bán 18% cổ phần tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn việt com bonday bến thành liên doanh này là chủ đầu tư tòa nhà việt com banh tower sài gòn dự án có địa chỉ tại số 5 công trường mê linh quận 1 thành phố hồ chí minh sở hữu 4 mặt tiền ngay giữa quảng trường mê linh và bờ sông sài gòn Đối với 18% vốn góp của công ty Secra tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank Bonday bến Thành đang bị kê biên, đại diện của ngân hàng Vietcombank đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và công ty Secra tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng. Nói về số cổ phần này, bị cáo Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên để đem ra bán đấu giá khắc phục hậu quả của vụ án. Một dự án khác cũng được bà Trương Mỹ Lan mong muốn bán để khắc phục hậu quả của vụ án là tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai Hà Nội, bị cáo lan cho biết đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội có giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tòa nhà nằm ngay mặt đường Liễu Giai quận Ba Đình, gần ngã tư giao cắt Liễu Giai Kim Mã, Nguyễn Trí Thanh. Đây là vị trí được đánh giá là đẹp và thuận tiện trong kết nối giao thông. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivalen thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã mua lại dự án vào năm 2022 với giá 751 triệu đô la Mỹ. Tòa nhà này đã có người trả giá 330 triệu đô la Mỹ, nhưng nếu bán đi sau khi trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng. Bị cáo Lan đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả. Siêu dự án Amigo tại khu tứ giác Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Amigo được bao quanh bởi 4 con đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, siêu dự án Amigo có tổng diện tích 11.158 m2, dự án nằm đối diện tòa nhà Times Square và nằm bên cạnh tòa nhà tài chính Biteco, được bà Lan đề nghị dùng để khắc phục hậu quả vụ án. Nói về phương án bồi thường thiệt hại cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết dự án này được chính phủ cho đầu tư từ năm 2007 và đã đền bù hơn 30 năm qua. Dự án mang lại nhiều giá trị lao động, kinh tế. Nếu tiền khắc phục cho các bị hại còn thiếu, bị cáo sẽ mang dự án ra để giải quyết trong vụ án này. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan cũng đề nghị tòa giải tỏa kê biên dự án khu phức hợp cảng nhà rồng Khánh Hội Thành phố Hồ Chí Minh để khắc phục hậu quả vụ án. Cảng nhà rồng Khánh Hội có vị trí đắc địa khi nằm ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, sát bến Bạch Đằng, đối diện là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại tòa, bà Lan cho biết dự án đã bồi thường gần xong, nhưng do vướng thủ tục nên chưa thể thực hiện. Trong số cổ phần bà Lan sở hữu có khoảng 200 triệu đô la Mỹ của nước ngoài. Bà Trương Mỹ Lan đề nghị nếu dự án tiếp tục được làm thì phần tranh lệch cũng không nhỏ, có giá trị mấy chục nghìn tỷ đồng. Phần nào của nước ngoài thì trả lại, phần còn lại bị cáo tình nguyện dùng cho mục đích khắc phục hậu quả hoặc sử dụng làm các công trình phúc lợi xã hội. Dự án khu 6A nằm ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh có tổng diện tích 26,4 ha, vốn đầu tư khoảng 13.400 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Tại phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan khai, dự án này rất có giá trị. Bà Lan mong muốn hy sinh dự án này và bán rẻ với giá từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại. Ngày 11 tháng 10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã kết thúc phần tranh luận trước khi vào phần nghị án. Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời nói sau cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan là người đầu tiên được nói lời nói sau cùng. Trước khi trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát và các cán bộ trong các trại tạm giam trong suốt khoảng thời gian 2 năm 5 ngày bị tạm giam. Bị cáo Lan cũng hứa sẽ không làm cho Đảng và nhà nước và các cơ quan thất vọng, bị cáo sẽ ưu tiên khắc phục hậu quả cho hàng chục ngàn người dân. Bà Lan nói: đứng trước tòa ngày hôm nay, bị cáo phải trả cái giá quá đắt. Bị cáo xác định đây là định mệnh và tai nạn nghề nghiệp. Cả cuộc đời bị cáo không bao giờ quên được vì cái tên Trương Mỹ Lan mà ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình. Bây giờ bị cáo không biết cầu cứu ở nơi nào, bị cáo chỉ là người dân thấp cổ bé họng, bị cáo chỉ biết xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét cứu giúp. Nói thêm, bà Lan cho biết cuộc đời mình có ba mơ ước. Thứ nhất là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế thứ hai là xây nhà ở xã hội và thứ ba là xây trường học cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay ước mơ chưa hoàn thành nhưng đã phải thất bại do định mệnh. Bị cáo Lan cũng nói trong đại dịch COVID-19, bị cáo đã mua 25 triệu liều vaccine và giúp nhà nước mua thêm 25 triệu liều, tổng là 50 triệu liều, nhưng chưa bao giờ bị cáo đi kể công. Ngoài ra, bị cáo Lan còn xin cho chồng là Chu Lập Cơ, cháu là trương huệ vân và em dâu là ngô thanh nhã được giảm nhẹ hình phạt trong đó xem xét các cơ chế hình sự đặc biệt cho nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế tại bình chánh để tiếp tục thực hiện mơ ước của mình đồng thời xem xét cho các bị cáo còn lại được hưởng mức án nhẹ nhất có thể Ngày 11 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Ngô Minh Đức sinh năm 1984, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra xác định bị cáo Đức là đồng phạm trong vụ án Nguyễn Văn Luân cùng 11 bị can khác phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm xảy ra ngày 3 tháng 7 năm 2023 tại huyện Đông Triều, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang. Cơ quan điều tra xác định Đức có hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Luân mua 1 kg ma túy đá để bán cho khách kiếm lời. Trong vụ án này, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xét xử và tuyên khung hình phạt cao nhất là tử hình đối với 2 trong 12 bị cáo. Ngoài ra, ngày 11 tháng 1 năm 2024, cơ quan công an phát hiện Đức cất giấu trái phép trên người 1,571 gram ketamin nhằm mục đích để sử dụng. Số tăng vật thu giữ trong quá trình cơ quan chức năng thu hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đức khi đang ở khu vực phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng Đức đã không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cố ý khai báo gian dối, tự nhận bản thân bị bệnh tâm thần để gây khó khăn cho hoạt động điều tra, dẫn tới kéo dài thời gian điều tra vụ án. Để đảm bảo xác định chính xác tình trạng bệnh của bị can, chờ kết quả trả lời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, không ảnh hưởng tới tiến độ điều tra vụ án trên, cơ quan điều tra tách hành vi của Đức để điều tra riêng. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Bộ Y tế kết luận tại thời điểm bị can Ngô Minh Đức thực hiện hành vi phạm tội, Đức chỉ bị bệnh động kinh, hoàn toàn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân. Căn cứ tài liệu chứng cứ nêu trên, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để truy tố bị can xử lý nghiêm trước pháp luật. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội thời gian vừa qua đã phát hiện thủ đoạn đối tượng mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, các shop bán hàng online. Khi khách hàng không có mặt ở nhà, đối tượng thông báo đã gửi hàng ở chỗ quen hoặc người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt công an thành phố hà nội nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt mới tinh vi có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tuy số tiền chiếm đoạt không lớn đối với những người từng bị hại tuy nhiên hành vi này gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân làm mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố